Cười đúng là tuổi 19 luôn á. Ban nhạc nghĩ sao với kết quả số điểm hai bài hát vừa rồi là wow, 10 điểm luôn. Em 19 tuổi vẫn còn khá trẻ để mà diễn tả được cái những cái luyến lấy và những cái đoạn mà chuyển bài qua cái bài Lòng Mẹ Hai của Ngọc Sơn, thì cái đó rất cần đòi hỏi rất kỹ thuật rất nhiều. Toàn tổng thể tôi vẫn chọn khỏe là sẽ có trước xa hơn chúng ta sau. Rất là bất ngờ khi mà em là thí sinh đầu tiên được điểm 10. Xin mời cô Hải Phượng. Bài thứ nhất và bài thứ hai á, có một cái đoạn giữa. Lúc tập á, bạn đã có thể hát một hơi nguyên cả một câu đó. Thế nhưng mà nếu bạn hát một hơi thì cuối hơi bạn sẽ bị mất một chút xíu vì bạn bị đuối. Và ngày hôm nay bạn đã xử lý cái đoạn đó rất là khéo khi mà bạn cắt ra, ngưng lại và lấy đủ hơi, cũng như làm cho khán giả có một cái sự chờ đợi để mà khi bạn xuống cái câu tới là được cái sự hoan nghênh của mọi người rất là nhiều. Và tôi đánh giá cao các cái cách xử lý của bạn. Nó xuống như vậy giống như xuống hò của giọng cổ vậy đúng không? Nhưng mà có cái khó như thế này. Bài đầu các bạn rất là rộng, nhưng em nối qua bài sau thì nó sẽ nới vô cái quãng thấp. Chú rất sợ khi bà con khi những cái nốt thấp và những nốt cao, bà con đã làm được điều đó. Còn ở những mà một hơi, hai hơi, kể cả ca sĩ chuyên nghiệp cũng vậy, vẫn còn lấy hai hơi mà. Mình còn thời nhiều thời gian, tuổi con còn nhiều, nha, cố gắng. Em biết về bản thân của em còn phải cố gắng nhiều lắm. Bởi vì cũng có rất nhiều những bạn cùng 19 tuổi như em mà đã rất là giỏi. Vâng, xin cảm ơn tình cảm yêu thương của ban nhạc đã dành cho thí sinh. Kết quả tổng số điểm của các thành viên ban nhạc quyền năng sẽ là
77 điểm. Cộng với số điểm của 20 Vũ Công chúng ta, bạn có kết quả là 97 điểm, dẫn đầu. Chúc mừng con tới 97 điểm luôn. Cái nét rồi hồn nhiên của con, khi mà con bước ra con làm cho cô Nhung bị cuốn hút theo con. Em thấy bé hát rất hay. Và cái giọng này là một cái giọng thiên phú. Tất cả những cái nốt luyến lấy đều rất ngọt ngào. Có 19 tuổi mà em đã làm được điều đó. Nhất là cái câu hò đó em xử lý rất là lạ. Anh thấy em cháu thì đứng hơn. Cháu có thể ngâm thơ hay hơn được nữa. Chẳng hạn như là con đi khắp địa phương trời, biết ngày đường xưa mẹ dạ con xuống. Đường xưa mẹ già nó xem sao hay hơn. Hồi nãy cái đường xưa mẹ già nó bị ngang ngang lắm. Mình có một cái thổn thức chút xíu. Rốt cuộc rồi cháu hay em? Cháu 19 tuổi rồi, tôi 46 rồi. Chúc mừng em, người cao điểm nhất cho đến giai đoạn này. Em xin cảm ơn các cô chú ban nhạc và ban giám khảo. Theo sẽ là một câu chuyện cảm động khác, được em Thiên Ngân kể lại như thế nào, chúng ta sẽ cùng theo dõi nhé. Tỉnh nha con. Hoàng trả thương nha con. Hoàng, cậu ơi, cậu giúp tôi nha cậu. Chị hai ơi, chị ngó xuống mặt coi này chị hai. Đừng bỏ con, đừng bỏ con, đừng bỏ con.
quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn dành tặng cho Thiên Ngân thưa quý vị. Xin được mời danh ca Thái Châu. Hôm nay cái tiết mục này con hát rất là tuyệt vời. Cái xúc cảm của con từ đầu bài hát cho tới cuối bài hát, xúc cảm con rất là dạt dào. Chú rất là xúc động. Đây là bài hát mà con thể hiện tình cảm hay nhất từ trong cuộc thi. Con chiếm được cảm tình của chú là ở cái chỗ cảm xúc của con nguyên một bài hát. Chứ thật ra cái hát của mình đó, cao thì gắt quá mà xuống thấp lại không nghe lời. Con phải để ý cái này. Con về con tập lại cái xuống thấp của con và cái cầm cái micro của con đó. Con phải có kinh nghiệm, khi nào thấp con để sát vô chút xíu, khi nào con hát cái giọng lên cao á thì cao lắm nhưng mà nó hơi chua chứ nó không ngọt. Thành ra cố gắng về tập lại. Cô mong là nếu mà có dịp gặp lại con sẽ hay hơn và xuất sắc hơn. Cảm ơn em. Cô rất mong là con chú ý, bởi vì bản thân giọng ca của con là rất quý. Và như anh Thái Châu nói đó, cảm xúc mà con đưa đến cho người xem hôm nay thì rất tuyệt vời. Và mong rằng cái việc này nó cũng sẽ đi đôi với lại cách xử lý về kỹ thuật của cái giọng hát của con. Cảm ơn con. Thiên Ngân có lợi thế là em có cái giọng mũi. Cái giọng mũi rất là trong. Cái giọng mũi này là những người mà hát dân ca và nhạc trữ tình đó, rất là cần. Bởi vì có thể lên cao mà nó bỏ nhỏ rất hay. Cái tiết mục thì dàn dựng rất là dễ thương, phù hợp với lứa tuổi của em. Nhưng có cái điều thì những cuối câu đó, như là những cái chữ phương xa đó thì em tống mạnh quá. Nếu mình lên cao không được thì mình phải có dùng thế. Không dùng sức được thì mình phải dùng thế. Là chữ phương xa phải luyến đi và nhẹ lên. Chứ không đẩy mạnh quá. Đẩy mạnh quá thì nó sẽ bị phô và bị lạc. Như là phương xa đó, luyến một cái thì nó nhẹ đi. Thật ra cái bài này rất là ngặt. Cao thì cao quá, mà thấp thì lại quá thấp. Rất là khó thể hiện với một đứa bé như em. Nhưng mà dù sao thì tôi thấy như vậy đối với em thì cũng là đã quá tốt rồi. Tôi cũng chúc mừng em. Còn bây giờ sẽ là số điểm dành cho Thiên Ngân. Xin được mời danh ca Thái Châu. 9,5 điểm. Số điểm của danh ca Phương Dung chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ phía tiến sĩ Bạch Tuyết. 9,5. Số điểm của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ. 9 điểm. Xin cảm ơn chị rất là nhiều. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ phía giám khảo trường quay dành cho Thiên Ngân. Xin mời. Số điểm giám khảo khán giả dành cho Thiên Ngân là 9,2 điểm. Xin chúc mừng em. Quá khứ chợt lên nét suy tư, bao năm thầm kín chót thương ta áo tím, những đêm sương lạnh nghe trái sầu rớt vào tim, thương rất nhiều mái tóc xòa. Hãy subscribe.
sao khó tìm quên, xa nhau thì nhớ, lúc đêm gần sao xuyên, nhớ thương bây giờ xin trả lại thời gian. Thì bây giờ mời chị Phi Nhung sẽ là người cất lên lời nhận xét đầu tiên để xem là khán giả đang chờ đợi chị nhìn nhận gì về sự tiến bộ này của Thiên Ngân. Mời chị. Thật sự ra là chị thấy em tiến bộ đó. Chị thấy em tiến bộ mà chị muốn hỏi em là ai tập cho em bài này vậy? Dạ, dạ thưa chị, dạ là ngoại giao linh tập. Trời, tới ngoại giao linh luôn á hả? Tại sao chị em không kêu chị tập mà em kêu tới mà ngoại giao linh vậy? Trong lúc mà ngoại giao linh tập cho em á thì ngoại giao linh có nói là em hát giống chị lúc nhỏ. Cũng có một chút xíu. Nhưng mà hồi nhỏ thì so ra với cái tuổi của em với chị thì như là em hát hay hơn chị hồi nhỏ. Với lại em hát em còn sai lỗi chính tả quá. Cái gì nhớ lại gì. Cái tuổi của con còn nhỏ như vậy mà con hát như vậy thì nói chung á là để công bằng thì là nghe rất là dễ chịu. Cảm ơn má Vô Linh đã dạy cho con. Con biết yêu nghề, con đi tìm bậc tiền bối để mà con học hỏi như vậy là mẹ thật sự một cách rất là ngạc nhiên. Khi mà em tập với là ngoại giao linh thì ngoại cũng không có nhiều đòi hỏi về giọng hát của em. Tại vì ngoại muốn là em hát thật là thoải mái với cái cách hát của em. Ngoại rất là tận tình giúp đỡ cho em. Dù là ngoại có bận hay ngoại cũng cố gắng sắp xếp để chỉ dạy cho em. Và con diễn thì cũng đừng có đưa cái mặt buồn quá. Không phải là buồn hết, đem hết cái nỗi buồn của mình lên trên sân khấu. Mà mình buồn từ trong tâm, trong tim của mình. Con lên mà con diễn, con buồn cái kiểu đó được. Người ta coi, người ta mệt lắm. Rồi, bây giờ mời chú Minh nhận xét cho cháu Thiên Ngân nè. Cái việc quan trọng nhất của Thiên Ngân là phải luyện cái giọng mình cho nó khỏe hơn. Tại vì sao? Với cái tuổi của con thì con đang cái tuổi lớn. Để muốn xuống một cái câu hay lên cao thì phải có một cái làn hơi. Giọng của con vẫn là xương khói thôi, nó nhiều lúc nó hơi mỏng manh.
thì nó dễ thương mà nó rất là hợp với Bolero. Nhưng mà để mà đi xa giống như mẹ để là cần một cái lực rất là lớn. Chú nghĩ là con có một cái hay mà chú thấy như vậy là con có một cái cảm rất là tốt. Con đi vô cái ghế, con đụng vô cái ghế, con cầm quyển sách, con đưa cái tay đều có cảm nhận. Cái đó rất là quan trọng một người nghệ sĩ. Ngoài cái giọng hát là đương nhiên rồi, thì cái cảm nhận đó rất là quan trọng. Con chỉ tiết chế lại một chút xíu ở khuôn mặt như mẹ nói thôi, còn tất cả những cái mà con diễn á, chú lại thấy thích. Tại vì cái nét của con, cái nét hiền, chú thấy là con phải về luyện tiếp cái lực. Cái đó là việc đầu tiên. Với cái giọng hát này mà đã có lực vô rồi thì con sẽ biết được phân bố chỗ nào muốn cái gì là trong tầm tay của con. Nhưng cái đó phải có thời gian. Vẫn phải hỏi con là con thích màu gì. Dạ con thích màu hồng. Cái màu hồng là quá đúng với con đúng không? Cái màu hồng là nói về những cái gì mộng mơ bay bổng tuổi thần tiên á. Bài hát tên là Trả Lại Thời Gian. Thì chúng ta phải nhớ ở trong đó có những câu rất là hay. Thời gian có ngừng đây bao giờ. Nên chú muốn nhắn nhở với con đang có rất là nhiều điều kiện, thì con nhớ là thời gian sẽ không ngừng lại. Nên mình phải trân quý cái thời gian mình đang có. Nếu được thêm một cái màu cho con, chính là màu thời gian. Con cần thêm trải nghiệm. Đối với em, những lời nhận xét của ban giám khảo thì đó vừa là những lời khích lệ và cũng là một phần nào đó áp lực để cho em có thể làm tốt hơn, chỉnh sửa được cái giọng hát của em lại. Hồi đó bà còn chút xíu à, cái bà đi thi Bolero, thi cùng đàn anh đàn chị, xong rồi cho bà rớt, cái bà khóc. Đối với cô, con còn rất nhiều để mà con phải học hỏi. Tại mấy anh chị đi trước thì đã lớn tuổi, còn con là có rất là nhiều cơ hội. Con phải làm sao cô chấp nhận, khi cô nói con, cô chấp nhận là con sẽ thành ca sĩ thật sự và nổi tiếng luôn. Không chịu xuống. Nó con đi xuống đi, không chịu xuống. Cái lúc đó là màu hồng nó còn đậm đó. Không chịu xuống, không, con muốn đậu. Mẹ em lên, ok rồi, nhận làm con rồi, mới chỉ dẫn từ từ cho con nha. Chứ con không có cạnh tranh được các chú, các anh đâu nha. Con chưa có yêu sao con hát Bolero được. Lúc đó mới chịu đó, không có đứng im trên sân khấu luôn. So với cái tuổi 16 mà con hát được như vậy thì đối với chú là một cái sự chín chắn trong cái giọng hát rất là tốt so với cái lứa tuổi con 16 bây giờ. Hôm nay thì con hát tiến bộ hơn cái tập trước. Tuy nhiên cái bài Trải Dài Thời Gian này thì theo chú nghĩ là con hát nên nhẹ nhàng chút xíu nữa, đừng có bị quá buồn. Con hát bị buồn quá nó bị lê thê, con chú cần con ca thánh thoát chút xíu. Xin trả lại, như đừng có xin trả lại thì chứ nó bị nặng nề mà nguyên một bài nữa thì chết. Với lại cái chữ gian hàng như con luyến mấy chữ mà như cái gì thấy lòng buồn vu vơ, thật lòng buồn vu vơ, đừng có vu vơ con luyến gì, cái chữ đó nó bị nặng lắm. Với lại cái đoạn cuối á, ôm kỷ niệm đáng chứ muốn con ca nhẹ nhàng chứ. Ôm kỷ niệm chẳng đưa lời thở than, một tâm khúc cho người thương, cho tiếng đàn đó. Thành thử chú cần con hát thánh thoát nhẹ nhàng chút xíu nữa, đừng có buồn. Nhưng mà bữa nay thì con ca rất là chuẩn, dòng này thì con tốt rất là nhiều hơn những dòng rồi. Trước khi mà trò chuyện với Thiên Ngân thì cho em đứng lên, em xin được thay mặt khán giả xem đài cũng như là chính bản thân em là một người mà ngồi cái vị trí này thì em xin rất là cảm ơn chương trình. Khi mà mỗi cái bài hát mình có một cái đoạn clip ngắn ở phía trước để nói lên được cái hoàn cảnh ra đời của cái bài hát đó. Và hồi nãy chị Phi Nhung hỏi là Ngân ơi con yêu chưa dậy mà sao con có thể hát được như vậy? Thì em nghĩ rằng là một phần là nhờ cái clip mình bạn tìm hiểu được ở phía trước đó và được ngoại giao linh truyền đạt được những cái kinh nghiệm trước của ngoại thì ngày hôm nay Thiên Ngân với chị em đã làm tốt hơn vòng trước rất là nhiều và nhất là ở những cái nốt cao. Cảm ơn rất nhiều ban giám khảo. Thưa quý vị, không có sự nỗ lực nào là hoang phí cả. Và niềm đam mê tin chắc rằng phải được chui rèn rất nhiều nữa. Và đó chính là phần dự thi của Thiên. Em tham gia cuộc thi solo cùng Bolero là vì em rất là thích dòng nhạc Bolero. Nó gắn liền với lại tuổi thơ của em, là vì lúc ba em còn sống, ba em hay hát cho em nghe những ca khúc Bolero cho em nghe và nó thấm sâu vào trong người của em lúc nào không hay. Hiện tại thì ngoài giờ đi học thì buổi sáng em đi ra quán chay để phụ làm phục vụ. Bản thân em rất là thích tự lập vì tự lập em có thể tự lo cho mình được, mẹ không phải vất vả đi bán vé số để lo cho em. Mưa trên cuộc tình, mưa ướt cả những cuộc mưu sinh.
Và trong những cuộc mưu sinh ấy thì ta bắt gặp họ. Cô gái nhỏ tuổi nhất của cuộc thi, cô gái đã phải tạm gác lại việc học của mình để mong phụ giúp mẹ vẫn còn đang bán vé số, là Mạnh Nguyên. Chàng trai kẹo kéo, anh vẫn rong ruổi trên những ngã đường với chiếc loa của mình. Có thể trong cuộc sống họ là những người lặng lẽ, nhưng trên chính sân khấu này họ sẽ hát lên bằng tất cả tình yêu của mình với Bolero. Và chúng ta hãy cùng thưởng thức. Thêm lạnh vắng, phòng côi lắng tiêu điều, đường khuya vắng điêu hiu. Đêm sầu đi trong tuổi nhớ, bao thương nhớ chỉ là mộng mơ. Đêm nay tiếng mưa rơi buồn qua, mưa đêm sầu riêng ai. Buồn nơi đến bao giờ? Mưa ơi, mưa ơi, mưa gieo sầu nhắn thế, mưa nhớ ai? Biết người xưa có còn nhớ hay quên? Duyên ta vẫn u hoài. Đêm đêm tìm đêm nhớ mong đã cách xa. Mưa buồn ơi thôi đừng rơi, mưa cho tiếng nhạc buồn triền miên. Đêm nào chốn đây ta diều nhau trao muôn ngàn lời thơ, chưa mong đến kiếp nào. Mưa ơi, mưa ơi, mưa gieo sầu nhắn thế, mưa nhớ ai? Biết người xưa có còn nhớ hay quên? Riêng ta vẫn u hoài, đêm đêm tìm đêm nhớ mong người đã cách xa. Mưa buồn ơi thôi ngừng rơi, mưa cho tiếng nhạt buồn triền miên. Đêm nào chốn đây ta dìu nhau trao muôn ngàn lời thơ, chưa mong đến kiếp nào. Đêm nào chốn đây ta dìu nhau trao muôn ngàn lời thơ, chưa mong đến kiếp nào. Thank you.
nay nhìn em rất là đẹp. Đó là về mặt ngoại hình. Còn bây giờ thì cái giọng hát của em thì chắc em bị rung hay là như thế nào em nhỉ? Dạ, con sốt mấy bữa nay với lại con. À, hèn chi chị thấy là nó có cái phần khác hơn cái tập vừa rồi. Nhưng mà ở đây chị Nhung cần em chú tâm và khắc phục nhiều hơn nữa là những cái nốt thấp của em. Em phải coi chừng, tại vì xuống cái nốt thấp em bị nó không có rõ và nó bị đứt hơi. Với ở đây Nhung cần em là cái độ ngân của em nhiều hơn nữa. Còn lên cao thì là em lên rất là đẹp, rất là rõ chữ. Còn Tiết Nhung thì khẩu hình của con không có mở, nó bị cứng. Nhìn trời mưa đổ bắt đầu đi xuống là con hát con không có tập trung nữa, con bị đuối hơi. Nhìn trời mưa đổ thấy đau bút cơn u hoài, tình là hoa nở thắm tươi đó nhưng rồi phải. Hơi run một chút nên hoàn thành bài hát chưa tốt lắm. Ở dưới sân khấu là đã rung rồi, cho nên lên sân khấu hát không được tốt lắm. Hai đứa con rất là xinh, rất là đẹp trên sân khấu, còn trẻ nhưng mà đã yêu mến bolero. Đây là một điều rất là tuyệt vời, bởi vì các bạn rất là văn minh, rất là hiện đại mà các bạn vẫn tha thiết với dòng nhạc bolero bằng một tinh thần mới. Hai tụi con đều có hai cái chất giọng rất là tốt, nhưng mà hát còn cứng. Muốn mềm mại và hay hơn nữa thì phải có thời gian. Như vậy đối với cô Phương Thanh Lực, tụi con quá là tuyệt vời rồi, quá là ngưỡng mộ tụi con rồi. Lúc mà Mạnh Nguyên bước ra, ủa cái thí sinh này lần trước có thi không nhỉ? Xong đây cho tự nhiên đâu ra một cậu đẹp trai như này, khác lạ nhỉ? Rất là khác lạ. Phong cách thì em đã tiến bộ rất là nhiều rồi, ngoại hình mọi thứ, nhưng mà em nên nhớ là em vẫn cho khán giả thấy một cái gì đó là em vẫn còn sự nhút nhát. Em bị lộ nhất cái sự ngắn hơi của em ở trong cái câu cuối cùng. Thay vì em cố gắng em ngân thêm một tí nữa, mà chỉ cách là trước đấy em lấy hơi đi. Trao muôn ngàn lời thơ, chờ mong đến kiếp nào. Trao muôn ngàn lời thơ, chờ mong đến kiếp nào. Trong thời gian Nguyên đi Nguyên thi solo cùng Bolero năm 2017 thì công việc của Nguyên cũng vẫn đi hát bình thường như mọi ngày. Mưu sinh mà, mình phải đi làm. Rồi cách một ngày, cách hai ngày thi thì mình có thể nghỉ hai ngày để mình dưỡng giọng thi nó tốt hơn. Nhung thì vẫn là một cô bé hát Bolero ngọt ngào rất là hay. Em có một cái nhược điểm đấy là em cái mở khẩu hình của em là em phải tập nhiều vào. Tại vì nếu không thì cái cách em hát em sẽ bị dính chữ và không nghe được từ. Em sẽ khắc phục cái khuyết điểm của mình và sẽ cố gắng tự tin hát hay và làm thật tốt ca khúc của mình. Theo thời bao người thương bao chàng men làng.
trên dòng dưới nâu nước xa gần, bà con cô bác ai nấy khen thầm, ước chi ta có dâu là na. Như cô thắm con bác năm mở xa mà về, dáng người xinh sao xinh quá, trong ngẩn ngơ đám trai làn ta. Mới ngày nắng tung tăng nháy tiền, mới ngày nắng tung tăng khắp miền, mà giờ đây cô thắm xinh như nàng tiên. Mặt hoa ra phấn, hai mắt đa tình, mây cồng môi thắm nhung đắm quanh mình, tay dù xoay chân dài tay nhìn cô tha thước như lưỡi buôn mảnh, bà con cô bác ai nấy khen thầm, ước mong cô gái ngon nhà mình. Ô kìa như cô thắm trong gian hoa gắm hoa tràn đài, thế mà hôm nay cô thắm không khác chi các cô làn ta. Món bài thơ in trong nắng ta, áo bà ba duyên quê ấy mà, cùng chị em trên đất thù đi chợ xa. Thì ra cô thắm đang mến hơn người, vì cô ăn ở theo thó theo thời, bao người thương bao chàng men. Làng trên sông dưới nâu nước xa gần, bà con cô bác ai nấy khen thầm, ước chi ta có dâu là na. Sao mà xinh ghê ta, mấy ông biết là ai không ơi, sao mà xinh ghê mà, hình như là người mẫu, hình như là hot girl, tầm bậy tầm bạ chính là cô thắm đó mà. Thắm ơi thắm à, có phải em không đó, anh yêu mái tóc em dài, tóc em bay trong gió, ở nhà quê suốt năm, anh ở nhà quê suốt năm, nên khi cô thắm về làng anh tưởng là cô tiên đó. Thì ra cô thắm đang mến hơn người, vì cô ăn ở theo thó theo thời, bao người thương bao chàng men. Trên sông dưới nâu nước xa gần, bà con cô bác ai nấy khen thầm, ước chi ta có dâu là na.
Vĩnh Long một lần đi anh để thấy quê em ruộng đồng sông nước nhịp chèo đông đưa.